Rồi, đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhé. Hiện tại đang buổi chiều của ngày 29 tháng 10 năm 2021. Trong buổi chiều hôm nay thì chúng tôi là có hoàn thiện xong cái đơn hàng của bá Thịnh tại Tuy Lộc, và bá đặt một bộ trường kỷ gỗ hương đá. Đấy, theo cái kích thước nhu cầu của gia đình. Thì buổi chiều hôm nay thì chúng tôi đã xong cái phần mộc rồi. Thì tôi quay một video clip ngắn gửi đến bá. Hiện tại do dịch bệnh Covid này rất là hạn chế đi lại nên là bá cũng ngại xuống, nên là chúng tôi sẽ quay clip mộc gửi lại cho bá nhé. Đấy, cũng như mọi người nào, quý vị nào quan tâm ấy thì có thể theo dõi clip này để xem cái bộ ghế này bá đặt nó khác những cái sản phẩm khác ở chỗ nào nhé. Bộ này thì bao gồm vẫn là ba món quý vị này, ba món đấy, một hai ghế dài và một bàn cùng chất liệu là gỗ hương đá. Đây thì tôi quay gần hơn cho mọi người xem. Đây là hình ảnh của chiếc ghế dài đây. Đấy, phần gỗ lạt còn nguyên mộc bác nhá. Đấy, gỗ lạt thì còn nguyên mộc. Đấy, phần bàn đây. Đấy, bàn đây. Gỗ đây. Đấy, tôi quay mọi người xem phần gỗ này. Đấy, cũng gửi lại bá xem cái phần gỗ này, cái bộ trường kỷ này. Đấy, gỗ lạt này. Phần mặt trên bàn này, đấy, cũng như là mặt dưới bàn này. Gỗ đều đẹp nhá. Gỗ rất là đều đẹp đây. Mọi người đây. Xem này. À, gỗ hương đá 100% chất liệu gỗ hương đá, gỗ chọn lọc đều đẹp, rất là đều và đẹp luôn. Mặt trước này, đấy, mặt sau này quý vị này, đấy, mặt trước mặt sau này. Đấy, cho bác xem thì khách hàng không đến được thì chúng tôi cũng quay đấy, quay tứ phía cho mọi người xem, cho khách hàng xem được đấy. Còn để đi vào cái phần kích thước ấy, kích thước bác đặt ấy thì đây. Thì bá có đặt cái chiếc ghế dài này là dài 2m17 này. Đấy, cái mặt sử dụng là 51 quý vị nhé. Đây thì tôi sẽ đo luôn cái mặt sử dụng này. Đây quý vị này. Đây, 51 này. Ở trong cái da kịch là 51 này. Rồi, cái bình thường ấy, chúng tôi làm là chỉ có 49 phân những bộ thông thường thôi. Còn bộ này bá đặt theo yêu cầu là 51 là tôi đo trực tiếp luôn cho bá xem. Đấy, cái chiều cao tổng thể của nó là cao 87. Đây. Đấy nhá. Đây. Quý vị này, đây là gửi cho bá xem này. Đấy, cao 87. Cái phần mặt lên tới cái phần đỉnh này là cao là 37 này. Đây. 37 bá nhá. Đấy, quay trực tiếp từng thông số cho khách hàng. Đấy, xem. Đấy, chi tiết bộ sản phẩm này. Đây. Đấy. Còn bá yêu cầu là chúng tôi là đục 3 vách. Đấy, là có đây này. Đục 3 vách này, đục 2 mặt và đục sen cò tứ quý. Đấy. Đục tích là tùng trúc cúc mai. Đấy. Tứ quý. Đây, đằng sau là có sen cò này mọi người này. Sen cò và đục tất cả hai mặt luôn. Đấy, vách rất dày. Vách rất là dày, đục cả hai mặt luôn, rất là đẹp. Đấy. Trường cuốn cái thứ này mọi người. Cái tay cuốn này, cái bản tay của nó nhá. Đây đo cái bản tay cho bà xem luôn. Cái tay cuốn là 13 x 9 thì là đây nhá. Đây 10. Đây mọi người xem là bên này này. Đây, vuông này là bảng của nó là 13. Đấy, còn bản dày là 9 phân. Bản dày là 9 phân. Đấy. 13 9. Đấy. Toàn bộ là đầu là đục xay là đục xoắn ốc hết. Đấy. 4 8 cái xoắn ốc, 8 cái đầu tay ốc hết. Đấy. 8 đầu tay ốc hết. Đấy. Đấy. Còn chân ghế là soi 9 chỉ. Rồi. Chân ghế thì 9 chỉ rồi. Chân ghế thì chúng tôi đếm luôn. Đếm luôn chỉ cho bà xem. Đây. 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 8 này, 9 chỉ. Đây. Chân ghế là soi 9 chỉ nhá quý vị nhá. Đó. Yếm dày 4 phân thì phần yếm này thì quý vị này, đây phần yếm này là toàn bộ là dày 4 phân. Đây. Quý khách hàng xem này. Đây. Rất là dày nhá, đục dày 4 phân và đục cái mẫu này là mẫu ngũ phúc nho. Đó, ngũ phúc nho. Đó, quý vị này. Rất là dày dặn hàng, rất là dày dặn. Đo cho bán cái chiếc màn này nhá. Chiếc bàn này bán cũng đặt là to hơn bình thường. Đây, chiếc bàn này thì có kích thước là tận 69 phân. Đấy. Còn hàng bình thường chúng tôi là chỉ có 57 phân thôi quý vị ạ. Chỉ có 57 phân thôi nhưng bán đặt chiếc bàn là to là 59 phân và chiều dài của nó. Đây, có chiều dài của chiếc mặt bàn này. Chiếc mặt bàn là dài là 1m48. Đấy, 1m48. Đấy. Bàn rất là dài rộng nhá quý vị nhá. Bàn dài rộng hơn bàn rất thông thường rất là nhiều. Đấy. Thì đó là cái phần thông số chi tiết, thông số chi tiết của cái bộ sản phẩm này của bá này. Đấy, tôi quay lại một lần nữa là cái phần vân gỗ này, phần vân gỗ này, đấy, chất liệu gỗ hương đá này.
rất là nụn này. Quay tổng thể cho bà xem. Cái bộ sản phẩm này là được chú Phúc, chú Phúc một khách hàng rất là quen thuộc ở bên xưởng đồ gỗ Trường Tám, là chú giới thiệu. Chú Phúc là giới thiệu cái bộ khách là về đặt cái bộ trường kỷ này. Chú Phúc là cũng đã đặt hàng rất là nhiều các sản phẩm của cơ sở đồ gỗ Trường Tám thôi. Chú ở Tuy Lộc quý vị nhé. Đấy, một video vừa rồi là quay tổng thể cái bộ ghế. Còn quý khách hàng là có nhu cầu ấy, muốn đặt hàng các sản phẩm tương tự ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Trường Tám nhé. Ok mọi người, hiện tại đang là buổi chiều ngày 29 tháng 10 năm 2021. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.